Ngày xưa, trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, ra một viên hỗn nguyên châu mang hình hài của Clâu giáp lửa băng, hấp thu sức mạnh trời đất thành hình con cá cha. Vì thế nên cái gì nó cũng ăn, nên chứa cả tiên ma khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới phái đồ đệ đi thu phục nó. Thái Ất chân nhân tay cầm phất trần, khí thế như dần, trông không hề đần. Kẻ thứ hai là Thân Công Báo, trước khi thành tiên gọi là Báo Dây. Hỗn Nguyên Châu chưa gặp được đối thủ, biến hình thành Mao Phít Bắc Cực, đấm cho hai tiên sư ra mây ra mưa. May mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu ra tay, dùng đòn Thái Sơn Áp Đỉnh thu hòn châu lại, rồi luyện thành Tinh Châu Gao Xanh và Ma Hoàn Gao Đỏ. Ma Hoàn thì bị chú 3 năm sau Thiên Lôi đánh vỡ, còn Linh Châu thì để đầu thai làm con trai Lý Tịnh, đặt tên là Na Cha. Nhiệm vụ đầu thai thì giao cho Thái Ất, khiến Báo Dây phẫn uất. Ở ải Chấn Đường, vợ Lý Tịnh mang thai lâu đến nỗi mà chồng cứ tưởng là chỉ béo thôi. Và nay trong buổi đi chùa, Lý Tịnh thì khấn vái, còn vợ thì đang nhai một quả Newton, thì Thái Ất rơi từ trên trần nhà xuống. Thế là cả cái trấn xôn xao khi nghe tin là Lý Tịnh sắp có đứa con trời ban. Chỉ trừ anh Báo, anh đứng từ xa ném ra hai tấm bùa thao túng, một là để sai khiến gia nhân chuốc rượu Thái Ất, hòng cướp lấy pháp bảo chứa hai viên châu. Lý Tịnh thấy mãi không làm phép nên mới chạy ra để hỏi. Ông thấy tiên sư nằm say rượu liền đấm cho tỉnh. Thái Ất choàng dậy chạy đi làm phép, nhưng mà lại quên mất mật khẩu sư phụ đặt cho pháp bảo. May ông thầy tâm lý vẫn cài nhận diện vân tay. Tên gia nhân chuẩn bị cướp đồ thì Lý Tịnh bắt được, nhưng vẫn còn lá bùa thao túng thứ hai trên bảo quét dọ, đổi chỗ hai viên đớ, khiến cho Ma Hoàn chuyển sinh vào hang đá nhà họ Lý, còn Linh Châu thì vào tay Báo. Thời khắc Na Cha ra đời thì có hình hài sọ dừa, rồi tự dùng lửa đắp lên hình hài tứ chi, mắt trắng như tuyết, viên mắt thâm như háng Pawn Star. Khoảnh khắc Na Cha bắn ra lửa, Lý Tịnh biết thứ mình bắn ra là một nỗi thất vọng. Thái Ất phải gọi ra một chiếc vòng, xích cổ Na Cha lại định tiêu diệt, nhưng Lý Tịnh cùng vợ không muốn bỏ con. Tình mẫu tử dần khiến thằng bé bớt dữ dằn đi. Lý Tịnh liền ra mặt đảm bảo con lúc nào cũng phải ở nhà nên sẽ ngoan thôi. Thế là giữ lại được tính mạng cho Na Cha. Trong lúc đấy thì anh Báo đến Long Cung cho Linh Châu nhập vào con của Đông Hải Long Vương. Thằng bé chính là Ngao Bính. Ngao Bính sẽ thành đồ đệ của anh Báo để tiện đường lên trời. Trong lúc này, Thái Ất đưa Lý Tịnh đến cửa hư không để tìm gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng chỉ gặp được anh bảo vệ cổng Trường Sinh Vân. Lý Tịnh nói rõ muốn giải được lời chú trên Ma Châu, không thì đến 3 tuổi Na Cha tèo chắc. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn bận, mà anh Mây thấy bảo chú đấy cũng không giải được, khiến cho tâm trạng Lý Tịnh sụp đổ. Thái Ất mới khuyên ông đi về sớm kẻo muộn, vì một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Trong một năm đấy thì Lý Phủ đã tan tành, Na Cha thì không ai dám động vào, thi thoảng mới có mẹ cùng đá cầu, nhưng đa số Lý phu nhân phải ra ngoài giết yêu trừ hại. Cửa Lý Phủ thì được hai con gì đấy trông coi vòng năng lượng, hay gọi là kết giới, mục đích là để nhốt Na Cha lại. Nhưng hai con này trông rất mì chính nên không cản được thằng bé. Na Cha vào trấn là gà bay chó sủa, người người sợ hãi, trẻ con căm ghét. Nó phá phách để tìm niềm vui, nhưng đến lúc bị chửi là yêu quái thì phát điên lên, tí thì hại luôn bọn trẻ nhỏ. May là Thái Ất về kịp lúc ra tay ngăn cản, cũng có nghĩa là Lý Tịnh đã về nhà. Na Cha lập tức bị nhốt vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, Na Cha lại dễ dàng đi ra ngoài, nhưng giữa sân lại có một bức tranh lơ lửng. Cậu tò mò đến gần rồi bị hút vào. Bên trong bức tranh lại là một thế giới. Đây là pháp bảo Sơn Hà Xã Tắc Đồ của Thái Ất. Tất cả bức tranh được điều khiển bằng cây bút thần. Thái Ất đưa Na Cha đi làm một tour vòng quanh nơi này, mục đích cho thằng bé tò mò mà bái làm sư phụ. Nhưng Na Cha thì khinh thường một tên béo, thế là Thái Ất mới lòe bằng trò biến hình đồ vật. Ai ngờ mất một ngày mà Na Cha đã giỏi hơn cả ông, lừa cho Thái Ất trúng độc cóc, phải nhờ thằng bé thò tay vào trong quần mình lấy thuốc giải. Na Cha mò ra ngay ngọn thương lửa, rồi lỡ tay đốt cháy quần tiên sư. May mà vợ chồng Lý Tịnh vào đúng lúc nên không gây ra chuyện gì. Thái Ất thì vẫn muốn thu nhận Na Cha, dạy phép thuật để giết yêu giúp dân. Nhưng cậu bé trải qua tuổi thơ bị dân làng ghẻ lạnh, sinh ra sự ngỗ nghịch, không muốn giúp ai cả. Lý Tịnh bèn đưa ra một chiêu, bảo Na Cha là Linh Châu chuyển thế, sinh ra đã là con nhà người ta nên bị ghét, mà việc chuyển thế là thiên cơ nên mới giấu giếm Na Cha. Thế là cậu bé chấp nhận học phép thuật. 2 năm sau, Na Cha đã thành công, tay cầm hỏa tiêm thương, lưng mang hỗn thiên lăng, yêu quái cỡ gì cũng đập một phát là tèo. Nhưng đấy chỉ là bài kiểm tra trong Sơn Hà Đồ. Thái Ất dùng con lợn để chiếu lại trận chiến vừa nãy. Na Cha xử một con quái thì cũng phải đi 2-3 mạng người, không thì cũng đập hết nhà cửa. Vì tính cách quá nóng nảy, Thái Ất liền thu lại hết vũ khí của đồ đệ. Nhưng Na Cha thì sớm thó được quả bút thần kỳ, trốn ra ngoài tìm yêu quái. Mỗi tội con yêu quái này bản thể là vũng nước, luồn lách các nơi dễ dàng, còn Na Cha thì đi đâu là phá đến đó. Đến lúc dân làng tụ họp lại, chỉ thấy Na Cha điên cuồng đi đập lũ nước. Trên nào có hay trong nước có yêu quái, con này bắt cóc một đứa trẻ, nhưng kẻ nhìn thấy lại đổ lỗi cho Na Cha. Trong khi đấy thì cậu đuổi con quái vật ra đến biển, tưởng như con quái vật thoát chắc thì mặt biển bỗng dưng đóng băng, một thanh niên giấu mặt xuất hiện, trông không giống như là Elsa. Thanh niên này hạ gục yêu quái chỉ với một nốt nhạc, nhưng Na Cha không cho thằng này cướp công, trả bé con lại cho yêu quái, rồi bắt đầu đánh nhau với thanh niên kia. Mà thanh niên này chính là Ngao Bính, tên yêu quái nhân lúc đó chơi trò thổi bóng, bên trong chứa chất độc hóa đá mọi thứ chạm vào, ví dụ như tay của Na Cha. Đống bóng này đã phủ quanh cậu và Ngao Bính, tên yêu quái mới ung dung nuốt bé con vào trong bụng.
Ngao Bính bật tuôn tránh hết đống bong bóng, đấm một phát khiến yêu quái nôn lại đứa trẻ. Nhưng nước dãi bắn ra làm cậu bị hóa đá một bên mắt. Na Cha thấy thế xông lên, dùng tay hóa đá sẵn gạt hết bong bóng trên đường. Tên yêu quái lại nhả ra càng nhiều. Thế là cậu cầm trượng Ngao Bính quạt bay hết đi, rồi hạ gục yêu quái dễ dàng. Tên này mới xịt nước mũi ra bảo thuốc giải độc. Đợi Na Cha uống xong thì mới bảo đấy là thuốc bôi bên ngoài, cơ mà cũng cứu được Ngao Bính với bé con. Tên yêu quái thì được thả đi vì đưa thuốc thật. Na Cha được Ngao Bính và đứa trẻ con cảm ơn. Và đó là lần đầu cậu không bị người ta xa lánh. Anh Ngao lại còn chơi đá cầu cùng và trở thành bạn thân duy nhất của Na Cha. Anh Ngao đưa ra một con sò, bảo Na Cha ra biển húp sò là mình sẽ đến. Lúc đấy dân làng chạy đến, Ngao Bính bỏ luôn thằng bạn mới quen, để lại Na Cha hứng chịu sự nổi giận của dân làng, vì ai cũng nghĩ là cậu bắt cóc trẻ con. Thế là cậu nổi giận đánh cho một trận. Một lần nữa Thái Ất xuất hiện giải cứu người dân, trói chặt Na Cha lại. Lý phu nhân xót xa chạy đến ôm lấy con. Còn Lý Tịnh phát hiện ra chất nhờn trên tay thằng con trai. Lúc này ở Long Cung, Ngao Bính đã về đến tổ Ngao, khoe ra chuyện gặp được Na Cha. Báo Ray liền đem chuyện hai viên châu nói ra. Ngao Bính phải đánh bại Na Cha, đem linh châu ra mắt thế gian, thế mới thay đổi được tương lai Long tộc. Long Cung thật ra là cái nhà ngục giam giữ quái vật bị Long Vương đánh bại. Thiên đình bắt nhà họ Ngao phải thủ ở đây, Long tộc thành ra cũng mất đi tự do. Linh châu là cơ hội để Ngao Bính được về bờ, có tư cách tham gia cuộc chiến Long Thần, giải cứu cho số phận Long tộc. Ngao Bính nghe sao biết vậy, đành chấp nhận. Trong khi đấy thì ông bạn Na Cha đang ngồi chán nản trong nhà. Thế là Lý phu nhân mới lừa bảo là cả trấn đang chuẩn bị sinh nhật thằng con. Nghe là biết phét, trừ khi là cả tổng biết ông con bị sét đánh. Nhưng Lý Tịnh lại từ chất nhờ hôm trước tìm ra được con yêu quái nước mũi, nên khiến Na Cha tưởng mọi người đã hâm mộ cậu như Naruto. Thế là phấn khởi viết thư mời Ngao Bính. Nào biết được Lý Tịnh đến xin từng nhà để chiều con, chiều người vợ lỡ mồm hứa, đúng chuẩn người cha, khác xa với Lý Tịnh chính gốc. Na Cha lúc này ra biển để húp sò, Ngao Bính cũng giữ lời xuất hiện và cũng nhận luôn cả thiệp mời, vì đằng nào cũng phải đến. Trước khi đi, Long tộc mỗi người còn tặng cậu một đôi vẩy, tạo thành chiến giáp cho Ngao Bính. Rốt cục ngày sinh nhật cũng đã đến, người dân trong trấn ngồi dự tiệc với bộ mặt như đi gặp họ hàng. Tên yêu quái nước mũi cũng bị bắt lại để chuẩn bị cho màn minh oan. Na Cha thì ở trong phòng lên đầu, bất ngờ anh báo xuất hiện và nói hết chuyện Ma Châu và Linh Châu cho Na Cha. Thế là cậu vui vẻ làm người đầu tiên được dự đám tang của chính mình. Thái Ất không hiểu chuyện gì vẫn hứng khởi tặng quà, chính là Hỗn Thiên Lăng và Hỏa Tiêm Thương, và đặc biệt là con lợn này, nó biến thành phong hỏa luân dưới chân Na Cha. Lý Tịnh tặng con một lá bùa bình an cùng với lời dặn dò rất chi là xeo hép: con là ai là do con quyết định. Đúng lúc đấy Na Cha bắt đầu vỡ bờ, tức giận nói ra chuyện Ma Châu dính chú Nguyễn bị xe đánh, rồi chửi bới Lý Tịnh bắt cậu tu hành 2 năm trong Sơn Hà Đồ. Thấy mọi người không chịu thừa nhận, cậu đọc pháp chú cởi bỏ chiếc vòng Ronaldo, lộ ra sức mạnh thật sự của con quỷ đỏ, nhưng lại hoàn toàn mất trí tấn công mọi người. Thái Ất cùng Lý Tịnh tạm thời cản lại, nhưng họ cần chiếc vòng để phong ấn sức mạnh, mà thứ này lại bị anh báo Ray lấy được. Cơ mà Ngao Bính lại muốn xin thầy cho đi cứu bạn, anh báo nói không, vì anh cũng là một con yêu tinh, trải qua bao nhiêu sự phân biệt chủng tộc, nên Ngao Bính phải thành công để làm Obama của yêu quái. Nhưng thái tử vẫn cúi xuống để xin. Thế là anh báo ném ra chiếc vòng, định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Ai ngờ đồ đệ đếch thèm nghe mà chạy thẳng đi mất. Với sự xuất hiện của Ngao Bính, Na Cha lập tức có đối thủ xứng tầm, đủ thời gian để Thái Ất khởi động chiếc vòng, biến cậu trở về hình dạng Na Tí Nị. Cậu vừa mở mắt dậy thì liền tức tối đạp phong hỏa luân đi mất. Ngao Bính đang định rời đi thì bị Lý Tịnh cản lại, lột chiếc áo choàng làm lộ thân phận yêu tộc, lộ cả chuyện Linh Châu bị Long tộc cướp đi mất. Thái Ất chân nhân mới giận dữ đe dọa báo cho cấp trên. Anh báo lúc này mới xuất hiện, chỉ ra cho Ngao Bính đường duy nhất cứu Long tộc là giết người diệt khẩu. Vì gia tộc, cậu đành phải ra tay, cuốn nước từ biển lên rời, sau đấy đóng băng toàn bộ nước biển. Sự sống của cả trấn đang vô cùng nguy hiểm. Lúc này Na Cha vẫn đang dằn vặt bản thân, đôi phong hỏa luân chợt biến về con lợn, cho cậu xem đoạn ký ức về Lý Tịnh. Hóa ra lần lên trời cũng không uổng, Lý Tịnh thu được lá bùa để chịu sét đánh thay con, nhưng đã giấu vợ, mà lá bùa ấy được đặt trong món quà sinh nhật của Lý Tịnh. Na Cha giờ mới hiểu thế nào là tấm lòng của cha mẹ, quay về để giải cứu ông bà bô. Cuộc chiến băng hỏa bắt đầu diễn ra, nhưng Na Cha thì khôn lỏi, biến thân tùm lum, canh thời điểm lấy thương chọt đít Ngao Bính. May mà có giáp vẩy nên vẫn giữ được bờ mông. Bên Thái Ất với báo cũng đánh nhau vô cùng kịch liệt, bốn người đánh nhau vào trận Sơn Hà Đồ, rồi tranh nhau chiếc chìa khóa mà đóng băng thành một cục. Báo thì cố thổi cho tảng băng lăn cho đồ đệ nhặt, Thái Ất thì cố xả hơi đẩy ngược lại, cứ nghĩ là mồm thổi thì sẽ được nhiều khí hơn, nhưng báo phải lấy hơi từ đống mà Thái Ất vừa xả ra. Thế là Na Cha dùng chân bắt được bút, do vẽ linh ta linh tinh nên cục băng văng đi khắp nơi. Dân chúng bên ngoài Thiên Hà Đồ như đang chơi pinball, giày vò một lúc mới thoát ra được. Nhưng bên ngoài thì có vợ chồng Lý Tịnh, khiến Na Cha phải đỡ cho họ một đòn. Ngao Bính rảnh tay liền hóa thành rồng, muốn dẫm tảng băng khổng lồ rơi xuống. Na Cha liền mở một phần sức mạnh, bật Na khổng lồ nhưng còn ý thức, kèm tiếng guitar điện sởn da gà. Na Cha lao lên trong ánh lửa, nâng cả tảng băng lên. Cuộc đọ sức khiến cho cả tảng băng bốc hơi, Hỗn Thiên Lăng đuổi theo chói rồng lại. Sóng lửa ập tới, thương đã kể tới đít, nhưng Na Cha không ra tay, vì bạn bè thì không ai làm thế. Thiên kiếp lúc này cũng đã đến, Na Cha quát vào mặt thằng bạn để nó tỉnh ngộ, rồi xuống đất dùng dây trói ông bà bồ lại.
Lôi chiếc phù ra xé ngay để không cho ông Bô đỡ xét hộ. Lý Tịnh hét lên đầy đau lòng. Na Cha từ biệt cả hai. Cuộc đời vui vẻ chỉ tiếc không có thời gian ở bên cha. Cậu lạy cha mẹ một cái, rồi hình phạt cũng phải đến. Trời đái xuống một tia sét to đùng, nhưng Ngao Bính đột nhiên xông vào. Cả hai nắm tay nhau hình thành sức mạnh của Hỗn Nguyên Châu, hấp thu hoàn toàn sét đánh xuống. Nhưng cơ thể thì không chứa được quá nhiều năng lượng, nên là dồn hết sấm sét ban nãy để đấu lại trời. Trông đã biết là không ăn thua. Đúng lúc này Thái Ất Chân Nhân ra tay, dùng pháp bảo Hoa Sen năm xưa phong ấn hai hạt châu, lao vào giữa thiên kiếp. Kết cục là Ngao Bính và Na Cha bị đánh tan xác, nhưng thần hồn lại sống sót. Lần này thì người dân thị trấn đã biết Na Cha là người tử tế, đều cúi đầu cảm ơn cậu bé. Còn mọi thứ tiếp theo sẽ ra sao thì không ai biết. Chỉ biết Long Vương tức giận với Ngao Bính, và những quái vật trong ngục bắt đầu trồi lên, mang đến với Long Vương một thỏa thuận gì đấy. Hết phim. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.